Đúng như tiêu đề, bài viết này sinh ra khá nhảm nhí theo kiểu cái sảy này cái ung. Nguyên do bắt đầu từ việc mấy hôm trước mình đọc cuốn lịch sử giao thương của Alpha Books, vừa đọc vừa ăn khoai lang. Trong sách, tác giả có một số đoạn nhắc tới việc khi người châu Âu đến châu Mỹ và mở giao thương đã khiến một số loại thực phẩm bản địa được phát tán ra khắp thế giới, như bí ngòi, bí ngô, đu đủ, bơ, dứa, cà phê, cacao, v.v. Mình nhìn vào củ khoai lang đang ăn và thắc mắc là khoai lang có nằm trong số các loại cây nhập khẩu đó không và lịch sử của loại cây này ở nước ta như thế nào, nên mình quyết định tự tìm hiểu một chút. Đầu tiên, định nghĩa cơ bản. Khoai lang là loài thực vật có danh pháp khoa học là Batatas. Danh pháp khoa học đầy đủ là Ipomoea batatas, thuộc liên bộ cà, Solanaceae, bộ khoai lang, Convolvulales, họ khoai lang, Convolvulaceae, là loại cây nông nghiệp với các rễ củ lớn, chứa nhiều tinh bột, có vị ngọt, được dùng là nguồn cung cấp thực phẩm. Nguồn gốc. Trong bộ bách khoa The Cambridge History of Food, nhóm tác giả đưa ra thông tin là cây khoai lang, yams, sweet potato, có nguồn gốc ở châu Mỹ, nhưng từ thời kỳ tiền Columbus trước năm 1492 đã xuất hiện tại các vùng thuộc châu đại dương như đa đảo Polynesia, Micronesia, Malaysia. Đến thời kỳ hậu Columbus, cây khoai lang được phát tán rộng rãi ra các khu vực khác nhau trên thế giới. Cụ thể hơn về nguồn gốc cây khoai lang từ châu Mỹ, các chứng tích khảo cổ đã cho thấy cây khoai lang xuất hiện ít nhất 8.000 năm trước công nguyên và xuất hiện với tư cách cây trồng được thuần hóa ít nhất 2.000 năm trước công nguyên ở Nam Mỹ. Phát tán. Quá trình khoai lang phát tán ra phạm vi toàn cầu chia làm hai mốc như đã nói ở trên là tiền và hậu Columbus. Lưu ý nói tiền và hậu Columbus ở đây là đề cập tới mốc khi người châu Âu lần đầu xuất hiện tại các khu vực có khả năng phát tán các giống cây trồng từ châu Mỹ, chứ không phải nói tới mốc cố định là trước và sau năm 1492. Thời kỳ tiền Columbus. Tại vùng đa đảo Polynesia, chứng tích về lịch sử ngôn ngữ học cho thấy cư dân thời kỳ tiền đa đảo đã dùng một cụm từ cổ là Kumala để gọi khoai lang. Kết hợp giữa những chứng tích lịch sử ngôn ngữ học với khảo cổ học, một số tác giả đưa ra thông tin về dấu vết của cây khoai lang ở quần đảo Marquesas vào khoảng những năm 300. Trong khi đó, ở hai quần đảo Tonga và Samoa thì dấu vết xuất hiện lâu hơn, trong khoảng 1.100 năm đến 1.000 năm trước công nguyên. Như vậy, thời kỳ tiền Columbus, cây khoai lang từ quê hương châu Mỹ phát tán chủ yếu tới các đảo thuộc Trung Thái Bình Dương và châu Đại Dương như Hawaii, Phục Sinh hay quần đảo Caroline ở Micronesia. Hậu Columbus. Với sự gia tăng của thương mại và giao lưu quốc tế, khoai lang xuất hiện nhanh và phát tán rộng hơn. Tại châu Âu, sau những chuyến thám hiểm của mình, Christopher Columbus và Gonzalo Fernandez de Oviedo đã giới thiệu giống khoai lang với người châu Âu. Ban đầu dưới ảnh hưởng của ngôn ngữ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, chúng được gọi bằng tên Batata và Patata. Tại Trung Quốc, có nhiều giả thuyết về sự du nhập của cây khoai lang. Đầu tiên là giống khoai lang do các thương gia Trung Quốc mua từ đảo Luzu, Philippines, sau đó đến tỉnh Phúc Kiến, được Tổng đốc tỉnh Phúc Kiến cho nhân giống để chống nạn đói vào năm 1594. Giả thuyết thứ hai là giống khoai lang đã theo các cảng biển phía đông nam của Trương Châu mà du nhập vào, nhưng thời gian cụ thể chưa rõ. Cuối cùng, có thể giống khoai lang đã có mặt tại Trung Hoa trước năm 1594. Vào năm 1563, khoai lang được ghi nhận là xuất hiện tại quận Thali gần Burma, Myanmar, khi đó thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Có thể khoai lang đã xâm nhập thông qua cả đường bộ lẫn đường biển, qua Ấn Độ và Burma, trước khi được nhân giống rộng rãi năm 1594. Cây khoai lang ở Việt Nam. Tìm kiếm thông tin về việc khoai lang xuất hiện ở nước ta khi nào là cả một thách thức, vì gần như không có tư liệu cụ thể đề cập tới và các nghiên cứu cũng không nhiều. Chúng tôi đã tiến hành khảo cứu sâu hơn trên các sử liệu gốc của Việt Nam, lấy mốc là từ thời điểm thế kỷ thứ 16 trở về trước, có được các kết quả như sau. Trong tập thơ nôm quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi soạn sau khi về hưu trí ở Côn Sơn năm 1438, ở bài Mạn thuật số 1 có câu: "Ngày tháng kê khoai những sản hằng." Trong tập thơ nôm Hồng Đức quốc âm thi tập được sáng tác trong thời kỳ trị vì của mình, từ năm 1460 đến năm 1497, Lê Thánh Tông có bài thơ Vịnh Khoai Vu: "Nảy nảy khoai chỉn giống lành, vun trồng đã cậy có xanh xanh, cha con đã trồng đoàn dù tán, chó chắt càng nhiều nhựa vốt nanh, khảm kể ruộng nương danh trưởng giả, bữa ăn chuông vạc lộc công khanh, nẻo ra thì phá lấy ngôi trước, một đám nhà ta ai dám tranh." Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, thời Lê Chiêu Tông năm 1516 đến năm 1522, nhà Lê Sơ đã sắp đến hồi cáo chung, cảnh khủng hoảng và loạn lạc diễn ra khắp cả nước.
Tháng 7 năm 1518 xảy ra loạn Nguyễn Kính, quân nổi loạn tấn công cả vào kinh thành Thăng Long, khiến Chiêu Tông phải chạy loạn sang dinh Bồ Đề ở Gia Lâm. Đến quá trưa chưa ăn cơm, dân gian có người đem bánh khoai dâng lên. Vấn đề đặt ra ở đây là từ khoai nhắc tới trong ba tài liệu này là khoai gì? Muốn tìm câu trả lời thì cần phải tiếp cận với văn bản Hán Nôm gốc. Tổng kết lại, chúng tôi cho rằng cây khoai lang ở Việt Nam đã xuất hiện trước so với ở Trung Quốc và du nhập vào Trung Quốc. Thời điểm có mặt của giống khoai lang ở nước ta chưa rõ ràng, nhưng khả năng cao nhất là từ đầu thế kỷ 16. Một nghi vấn khác là cây khoai lang đã có ở nước ta từ ít nhất cách đó hơn 1.000 năm. Tuy nhiên chưa có bằng chứng thuyết phục hơn cho nghi vấn này ngoài các ghi chép ngắn ngủi của nước ngoài. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì xin hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.